Tiếp nối sau thời trang Paris tại Pháp là nhà mốt lâu ra mắt tại tuần lễ thời trang Paris vào chiều tối ngày 27 tháng 9, show diễn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí như sao nữ xứ Trung, Dương Mịch, đại diện Việt Nam Châu Bùi, diễn viên có tiếng Hàn Quốc Shin Mina, Mỹ Nam Severin Esku, Ngọc nữ xứ chùa vàng B.I.F.T.N. và dàn mỹ nhân Gauat Lee Los Emate, Emily Ratajkowski. Lần đầu tham gia show diễn Shin Mina ghi điểm với thần thái tươi tắn với vẻ ngoài trẻ trung trong, sắc đồ trắng họa tiết cắt điệu. Với phong cách vừa lạ mắt vừa đơn giản này, làm cho cô trở nên thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Nàng đại sứ Dương Mịch xuất hiện kiểu tóc Tết, cùng tông trang điểm nhẹ nhàng. Đeo một đệm set đồ tông màu be phối, cùng tăng top của nhà mốt nước Pháp. Tạo hình này của Dương Mịch quá đơn điệu, khiến cô nhìn thiếu khí chất kém sang. Ngược lại đại diện Việt Nam Châu Bùi, gây ấn tượng trước ống kính, với set đồ có gu như áo crop top. Với chân váy dáng dài phối, với kiểu tóc ngắn cắt bằng tạo hình này, còn có phần lấn lướt cả đại sứ Dương Mịch. Còn BFPN chọn phong cách phú bà, với mẫu váy all black phối lông, với phần cắt rô khoe trọn tấm. Lưng trần nuột nà cùng với mái tóc búi, càng làm tăng thêm nét quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. SU với trang phục tông màu trung tính phối cùng quần da cùng với làn da trắng mái tóc ngố thưa, làm đốn tìm biết bao người hâm mộ với tạo hình điển trai này. Ngoài ra các nàng mỹ nhân khác cũng tạo hình sắc sảo không kém. Giờ hãy cùng ngắm nhìn bộ sưu tập của nhà mốt lâu.